Xin thân ái kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu với phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Biden khen ngợi hạ tầng cho sự hỗ trợ Ukraine trong chuyến thăm Wisconsin. Ngay sau bài diễn văn State of the Union, Tổng thống Joe Biden đến thăm tiểu bang chiến trường Wisconsin hôm thứ Tư, nhắc lại sự ủng hộ của ông dành cho nhân dân Ukraine, trong khi khen ngợi hàng tỷ đô la đầu tư vào hạ tầng công ở Hoa Kỳ. Một ngày sau bài diễn văn State of the Union, ông Biden khen ngợi luật hạ tầng và đến thăm một cây cầu ở Superior, Wisconsin. Ông gọi luật hạ tầng 1.000 tỷ đô la năm ngoái là một trong những luật lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, giúp tạo thêm hàng ngàn việc làm để xây dựng lại xa lộ, cầu và phi trường của đất nước. Ông Biden cho hay Phó Tổng thống Harris và ông tranh cử với tầm nhìn kinh tế mới cho Hoa Kỳ, đầu tư vào Hoa Kỳ, giúp tạo thêm hàng ngàn việc làm để xây dựng lại xa lộ, cầu và phi trường của đất nước. Ông Biden cho hay Phó Tổng thống Harris và ông tranh cử với tầm nhìn kinh tế mới cho Hoa Kỳ, đầu tư vào Hoa Kỳ, giáo dục nhân dân Hoa Kỳ, phát triển lực lượng lao động. Tối thứ Ba, ông đọc bài diễn văn State of the Union đầu tiên tập trung vào cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Trong bài diễn văn, ông công kích Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh cấm các chuyến bay của Nga trong không phận Hoa Kỳ và dẫn đầu các nhà lập pháp dân chủ và cộng hòa thể hiện sự đoàn kết hiếm thấy. Phát biểu trước đám đông tại Đại học Wisconsin ở Superior, ông Biden nói rằng cùng nhau chúng ta phát đi tín hiệu không thể nhầm lẫn được cho Ukraine và thế giới. Hoa Kỳ sẽ kề vai sát cánh với nhân dân Ukraine. Wisconsin, một tiểu bang nóng bỏng về mặt chính trị vì người dân dao động giữa ủng hộ đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, giúp Biden chiến thắng năm 2020. Đệ nhất phu nhân Jill Biden tháp tùng ông trong chuyến thăm tiểu bang. Tòa Bạch Ốc chuẩn bị lộ trình cho các đợt bùng phát COVID-19 trong tương lai. Giới chức y tế Hoa Kỳ hôm thứ Tư công bố lộ trình quốc gia để kiểm soát COVID-19 trong tương lai, cam kết chuẩn bị cho bất kỳ đợt bùng phát biến thể mới nào mà không đóng cửa trường học và các doanh nghiệp, trong khi đề nghị thêm ngân sách từ Quốc hội. Tòa Bạch Ốc cho biết là kế hoạch này sẽ giúp Hoa Kỳ chuyển từ khủng hoảng sang giai đoạn COVID-19 mà không còn làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày. Trước đó, Tổng thống Joe Biden cho hay là cuộc chiến chống virus đã bước sang giai đoạn mới. Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng COVID-19 nói rằng chúng ta phải sẵn sàng ứng phó biến thể mới nhanh chóng và giữ cho trường học và doanh nghiệp tiếp tục mở cửa, trong khi cần duy trì về chích ngừa và vaccine tăng cường, chữa trị, xét nghiệm và khẩu trang. Tòa Bạch Ốc đề nghị thêm ngân sách cho chữa trị và xét nghiệm COVID-19 nhưng không đưa ra con số cụ thể. Trong cuộc họp báo, ông Jeff Zients là điều phối viên ứng phó COVID-19 Tòa Bạch Ốc cho biết chính phủ sẽ làm việc với các nhà lập pháp trong những tuần tới để quyết định về con số cụ thể. Tháng trước thì các nguồn tin thân cận cho biết là chính phủ dự tính đề nghị thêm 30 tỷ đô la từ Quốc hội. Ông Zients cũng đề nghị Quốc hội cho phép tính thuế để trả cho nghỉ bệnh, nghỉ phép chăm sóc gia đình khi người dân nhiễm COVID-19. Ngân sách bổ sung sẽ giúp củng cố kho dự trữ quốc gia về bộ xét nghiệm, thuốc kháng virus và khẩu trang cho người dân và tăng cường thu thập dữ liệu và theo dõi khả năng phát hiện các biến thể mới cũng như tăng cường sản xuất về vaccine. Nhưng thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney nói rằng cần giải thích đầy đủ hàng ngàn tỷ đô la đã được chấp thuận trước đó khi các nhà lập pháp xem xét về đề nghị này. Hoa Kỳ hoãn thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa để giảm căng thẳng hạt nhân. Quân đội Hoa Kỳ cho biết họ sẽ hoãn phóng thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Minuteman số 3 để giảm căng thẳng sau khi Nga công bố đặt lực lượng hạt nhân do tình trạng báo động cao. Công bố cuối tuần trước của Tổng thống Nga Vladimir Putin gây ra lo sợ cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine có thể dẫn đến leo thang hạt nhân, với một số giới chức Âu Châu xem đó là đe dọa cho Tây Phương. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư cảnh báo thế giới Thế chiến thứ Ba sẽ là cuộc xung đột hạt nhân, phát biểu làm tăng thêm lo sợ. Ngũ giác đài lên án lời lẽ của Nga xoay quanh loại vũ khí phá hủy khủng khiếp nhất thế giới, và nói rằng quyết định hoãn thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa sẽ là tấm gương cho Moscow noi theo. Phát ngôn viên ngũ giác đài John Kirby nói rằng tại thời điểm căng thẳng này, việc quan trọng là cả Hoa Kỳ và Nga phải tránh tính toán sai và thực hiện các biện pháp để giảm những nguy cơ này. Quyết định thử hỏa tiễn là để chứng tỏ Hoa Kỳ không có ý định thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hiểu lầm. Hoa Kỳ không xem nhẹ quyết định này, nhưng chứng minh Hoa Kỳ là nước hạt nhân có trách nhiệm. Hỏa tiễn Minuteman III là phần then chốt trong kho vũ khí chiến lược của quân đội Hoa Kỳ,
có tầm hoạt động hơn 9.660 km và vận tốc khoảng 15.000 mai một giờ. Thượng nghị sĩ Jim Inhofe thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện cho hay, ông thất vọng về hoãn phóng thử, nói rằng phóng thử là quan trọng để bảo đảm việc ngăn chặn hạt nhân của Hoa Kỳ hiệu quả. Ngoại giao này nói rằng hoãn phóng thử không ảnh hưởng đến khả năng đó. 8 tiểu bang điều tra ảnh hưởng của TikTok đối với giới trẻ. 8 tiểu bang mà trong đó có California và Massachusetts hôm thứ Tư công bố họ mở cuộc điều tra toàn quốc về TikTok, tập trung xem xét liệu ứng dụng này có gây hại thể chất hay sức khỏe tâm thần cho giới trẻ hay không. Cuộc điều tra cũng xem xét những gì công ty biết về vai trò của họ khi duy trì những tác hại này. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Massachusetts Maura Healey cho biết là cuộc điều tra tập trung vào những phương pháp và kỹ thuật TikTok tận dụng để lôi cuốn người sử dụng trẻ tuổi, như là tăng thời gian sử dụng ứng dụng và thường xuyên sử dụng chúng. TikTok là ứng dụng của công ty ByteDance của Trung Cộng, phát đi thông báo, nói rằng họ tập trung vào sự an toàn của người sử dụng trẻ tuổi và giới hạn đi các tính năng theo độ tuổi. Đầu tháng 2, công ty cho biết là họ đang xem xét các đánh giá để đánh giá lại và hạn chế nội dung theo độ tuổi, để ngăn chặn nội dung người lớn đến với người sử dụng là thanh thiếu niên. Các bộ trưởng tư pháp đã mở cuộc điều tra về công ty mẹ Meta Platforms của Facebook liên quan đến công ty con là Instagram. Ứng dụng cũng bị theo dõi sát vì tác động của nó đến sức khỏe tâm thần và an toàn online của người sử dụng trẻ tuổi. Các tiểu bang mà tham gia vào cuộc điều tra gồm California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee và Vermont. Tổng thống Joe Biden nhắc đến vấn đề tác hại của mạng xã hội trong bài diễn văn thông điệp liên bang vào tối thứ Ba, nói rằng trẻ em gặp nguy hiểm một phần vì những ứng dụng online phổ biến. Bé trai 12 tuổi bị cảnh sát Philadelphia bắn chết sau khi bắn cảnh sát. Một bé trai 12 tuổi bị một cảnh sát Philadelphia bắn chết vào hôm thứ Ba sau khi bắn vào 4 cảnh sát trên xe tuần tra không phù hiệu. 4 cảnh sát mặc thường phục đang thực hiện cuộc điều tra sở hữu súng trái phép khi họ nhìn thấy một thiếu niên cần thẩm vấn liên quan đến cuộc điều tra của họ. Các cảnh sát lái xe về phía thiếu niên, người đi cùng bé trai 12 tuổi và mở còi hụ trên xe. Tại thời điểm đó, họ nghe thấy tiếng súng và kính vỡ phía sau. Một cảnh sát bị kính vỡ văng trúng, trong khi hai cảnh sát đuổi theo bé trai 12 tuổi. Em bị bắn vào vùng lưng phải trên, viên đạn bay ra từ vùng ngực trái. Bé trai được tuyên bố tử vong tại bệnh viện. Cảnh sát bị kính vỡ văng trúng được chữa trị tại bệnh viện và đã rời nhà thương. Không cảnh sát nào khác bị thương. Cảnh sát thu giữ khẩu súng được Sedario sử dụng tại hiện trường, một khẩu súng bán tự động ngắn Taurus. Khẩu súng này bị đánh cắp. Thiếu niên 17 tuổi bị chặn lại để thẩm vấn và được thả ra. Vụ nổ súng đang được điều tra và 4 cảnh sát liên quan được cho nghỉ phép. Năm 2020, truyền thông địa phương loan tin bé Sedario mất tích. Cảnh sát lúc đó cho hay Sedario thường xuyên vi phạm lệnh giới nghiêm và được cho là ở cùng một người bạn cách nơi em bị bắn hôm thứ Ba hơn 1 km. Liên minh mới tại San Francisco tìm cách giảm tình trạng vô gia cư. Một liên minh gồm hơn 30 tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp hôm thứ Tư đã công bố một chương trình để thực hiện các dự án nhà ở và chỗ ở tạm thời ở San Francisco với các dịch vụ cai nghiện ma túy và dịch vụ khác để đưa người vô gia cư ra khỏi đường phố. Liên minh này gia nhập nhiều kế hoạch trong những năm gần đây để giảm tình trạng vô gia cư và diễn ra khi thành phố đối diện cuộc khủng hoảng nhà ở và khủng hoảng nghiện ngập, trong khi dân chúng ngày càng bất bình. Liên minh mang tên Urban Vision Alliance bắt đầu chương trình của họ bằng cách là cung cấp tài chính và hỗ trợ cho Salvation Army khi họ tăng thêm 1.500 giường trong nhiều năm tới, nơi mà người vô gia cư có thể ổn định trước khi mà chuyển sang nhà ở lâu dài. Kế hoạch mở rộng của Salvation Army sẽ tập trung vào nhà ở chuyển tiếp, đặc biệt là những người nghiện ma túy để họ tìm được việc làm trước khi chuyển vào nhà của chính họ. Mô hình này hướng đến kiêng ma túy thay vì mô hình là giảm tác hại phổ biến hơn đang áp dụng tại San Francisco. Phương pháp nhà ở trước tiên lâu nay là tiêu chuẩn được chấp thuận tại Bay Area, nhưng với cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng tệ hơn trong những năm gần đây, nhà ở chuyển tiếp rẻ hơn thì ngày càng phổ biến. Bằng cách kết nối các tổ chức tư nhân, công và phi lợi nhuận, Liên minh Urban Vision Alliance nghĩ rằng là họ có thể đưa ra một chiến lược mới để giải quyết tất cả các kiểu vô gia cư và quyên góp tiền cho nhiều chương trình khác nhau. Giám đốc điều hành liên minh Gabriel Baninucci nói rằng chúng ta cần tất cả các biện pháp như nhà ở khẩn cấp, nhà ở chuyển tiếp, nhà ở hỗ trợ dài hạn
và nhà ở có giá vừa phải. Chúng ta cũng cần các hình thức chữa trị khác nhau, từ giảm tác hại đến kiêng ma túy, tùy theo nhu cầu cá nhân của từng người. Và đó là kết thúc phần tin Hoa Kỳ, sau 10 phút thương mại là phần tin quốc tế.